Xin chào các bạn, mình là Peter Phan, một du học sinh Anh và hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Mình đến nhóm Euro9. Hôm nay mình xin chia sẻ một số phong cách đàm phán của người Anh. Đầu tiên là về chào hỏi trong đàm phán. Họ thường chào hỏi nhau bằng những câu thông thường như đọc từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 như là hello, hi, good morning, good evening, afternoon. Đi kèm với những câu chào là những cái hôn và những cái bắt tay thân thiện. Họ coi đó là những giao tiếp rất là cơ bản của người Anh. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. Oh no! Từ, đồng ý rằng hôn là một cách biểu lộ trong đàm phán của người Anh. Nhưng họ có thể nam có thể hôn nam, nữ có thể hôn nữ, nam nữ có thể hôn nhau. Nhưng buộc lòng họ phải có một chút gì đó thân thiết, còn không thì... Về cách ăn mặc, sự lựa chọn tốt nhất đó chính là áo vest, áo sơ mi trắng, quần nâu đen với giày tây. Sau đây là một vài ví dụ. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Đây là nữ. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Có nhiều đứa yêu. Có nhiều đứa yêu. Về giờ giấc là một trong những nước phát triển thì người Anh rất coi trọng về vấn đề đúng giờ. Nếu mà bạn hẹn họ lúc 3 giờ thì 3 giờ bạn nên có mặt đấy rồi, nghĩa là có mặt từ trước đó. Bạn có thể đến sớm nhưng đừng đến sớm quá. Anh đến chưa? Sao? Ngồi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Vâng, em đến rồi đấy ạ, em đang chuẩn bị tài liệu. Vâng, ngọc ngà cũng mây phèn, lâm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấm. Tôi xin lỗi cho đến muộn một chút. Thôi được rồi, nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ làm việc ở chỗ khác nhé. Trong giao tiếp, người Anh là một người rất lịch sự và họ kiểm soát được giọng nói của mình. Họ không nói to, không hóa chân, múa tay. Họ hài hước và họ coi hài hước là yếu tố trong đàm phán. Họ thường dùng cái sự hài hước của mình để châm chọc hoặc là mỉa mai đối thủ nếu thể hiện cái sự không đồng tình của họ. Có thể nó không hay lắm nhưng đó là phong cách của họ. Họ làm việc với một tốc độ vừa phải, không điên cuồng như người Mỹ. Khi quyết định ký hợp đồng với nhau rồi thì người Anh họ sẽ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng với một cách rất là lịch sự, chứ không nói ra một cách tổn thương như là người Đức vẫn hay làm. Tiếp theo là về cách ăn uống. Tại sao lại đề cập vấn đề ăn uống ở đây nhỉ? Người Anh họ không thường có thói quen là vừa đàm phán vừa ăn uống như là người Nhật. Nhưng mà để có một cuộc đàm phán hoàn hảo với người Anh thì sau khi đàm phán thì họ thường sẽ rủ chúng ta đi ăn. Và nếu mà chúng ta từ chối thì thật là khiếm nhã. Vì vậy chúng ta nên hiểu biết một chút về cách ăn uống. Sử dụng dao dĩa của người Anh thì trước tiên chúng ta phải nhớ dao họ sẽ đặt ở bên tay phải và dĩa ở bên trái. Và khi ăn họ sẽ dùng dĩa để cố định và dùng dao để cắt thức ăn. Khi chưa ăn xong, hãy nhớ đừng bao giờ ngửa dĩa lên, vì nếu ngửa dĩa lên, người phục vụ sẽ nghĩ là bạn ăn xong rồi và
và họ sẽ lập tức dọn đĩa của bạn đi ngay. Chưa ăn xong mà. Về tặng quà thì người Anh không thường có thói quen nhận quà hay là tặng quà khác. Nhưng mà nếu mà bạn tặng thì người ta vẫn nhận những cái món đồ nhỏ như là hoa, đồ lưu niệm, những cái đồ nhỏ nhỏ, sổ lưu niệm ạ. Nhưng mà bạn nên tránh tặng những đồ trang sức. What do you mean? Yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're so indecisive. What I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy, you're complaining. Vậy là tôi vừa chia sẻ cho các bạn về những văn hóa đàm phán của người Anh. Mong rằng các bạn sẽ sử dụng những điều đó vào trong thực tế. Và với những điều tôi chia sẻ thì tôi nghĩ là các bạn sẽ thực hiện được đàm phán thành công với người Anh.